Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay lại tiếp tục đến shop của em Duy để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một lô mai đó, nóng hổi vừa mới về luôn quý vị ơi. Đó, vừa làm xong rồi quay giới thiệu cho quý vị đây. Đó, để đẹp không đây ha. Rồi, chào Duy. Rồi, chào Tuấn nha. Chào cô chú bác đam mê mới về Anh Quốc ha. Nay em cũng tiếp tục giao lưu chú anh chị mình 30 phô mai ha chú anh chị. Hình thức em là bao sắm bao ship toàn quốc ha. Số điện thoại lưu em là 0395418158 số lô ha. Cây em vô mã cây số 1 nha chú anh chị. Rồi. À, số 1. Rồi, chiều cao là 72 ha. Rồi. Rồi, quần đây là 23. Có cũ quá đẹp của chú anh chị. Cũ 40 ha. Cũ đế sổ dài luôn. Đế sổ là 26 ha. Rồi. Quá xá cây chực lắc có cái cũ rất là duyên chú anh chị. Mặt bông thì giáo hạt ha chú anh chị. 6, 8, 10 cánh nha. Nhiều khi có cây 12 cánh hơn chú anh chị. Rồi, giao lưu như đây chứ. Số 1 năm giao lưu chú anh chị mình giá 1 triệu 2 ha. Rồi, 1 triệu 2. Rồi, xuống cây luôn. Cây đế nôm lùm lùm. Chơi bộ đế với lấy cái đàn xè, lấy cái đỉnh là ok rồi quý vị ơi. Chiều cao là 26 ha. Bỏ vô cái chậu nhỏ nhỏ chơi hết ý nè. Quần đây là 22 ha chú anh chị. Rồi, 22 quần. Đế sổ nhiêu đen. Rồi, đổ sổ là 26 luôn nha chú anh chị. 26. Đây, đó cái nhà cắt ha, nó đóng lên chi còn có chuyện chút xíu nữa là lành theo chú anh chị. Cái này chừng đỡ mấy cái tược này nó lên mạnh cái nó đẩy nhựa qua đó cái là nó lành nhanh thôi ha. Rồi vô luôn nhiêu đen. Rồi, mà số 2 này em vô luôn giá 600 ha. 600. Rồi số 3 luôn. Số 3 tiếp tục lại trực ha chú anh chị. Chiều cao là 66 ha. Quần này 21 ha chú anh chị. Rồi 21. Đế trái đều ha. Này thân mặt trúc nhẹ nhẹ đây. Dạ. Ngẩn ngẩn ha, tại cạnh cũng khá quá đây ha. Rồi để đây. Rồi, giao luôn như đem. Rồi mã số 3 là như luôn 800 ha. Rồi, xuống cây luôn, 800 ngàn. Rồi, số 4 luôn. Rồi, số 4, tiếp tục với trực nữa ha. Lâu này trực nhiều chú anh chị. Chiều cao là 74 ha. Quành đây cũng 21 ha chú anh chị. Rồi, quành 21. Đó, quái cây ha. Cụm thay cành quá vậy. Cầm ra thành chê thành dù hết chú anh chị. Lã 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 là cũng là vừa phơm đó ha. Đế quá đế ha. Cầm to lực theo chú anh chị. Quái cây. Rồi, giao luôn như đen. Rồi mã số 4 này em giao luôn giá 650 ha. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, mã số 5. Cây lùng lực ha. Lực bonsai luôn. Đế thì cổ thụ luôn. Chiều cao là 27 ha. Rồi, cái quần eo em đo ngay đây hay chú chị? 28 thôi chú chị. Rồi, 28 đo ngay cái eo luôn á. Rồi, đổ sổ là 23 ha. Rồi. Đó, để bắp nè chú chị. Rất lực cây ha, cây lên gân ha chú chị. Rồi, giao lưu nhiêu đây em? Rồi, mã số 5 này em giao lưu với 1 triệu ha. Rồi, 1 triệu. Rồi, xuống cây luôn. Mã số 6. 6. Chiều cao là 48. Rồi. À, cái quần vị trí này 21 luôn ha. 21 quần. Đây. Để quý vị. Đó, cũ ha chú chị. Bố gấu gấu xuống ha. Em này ngay chỗ con chừng gì. Đây có cái sẹo ở đây quý vị. Còn gì mà không á thì mình cắt thấp xuống nữa ha. Bỏ cái vượt qua khỏi cái sẹo đó luôn. Rồi, cho luôn như đem. Số 6 này như luôn 750 ha. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, mã số 7. Rồi, mã số 7 ha quý vị. Chiều cao là 73 ha. Rồi. Quần đây là 20 có dư. Rồi. Tính 20 đó chị. Nó coi cũ quá đẹp luôn. Viền quá nè. Cũ đây 44 ha. Đó, cũ nạt ha. Cũ nạt 44. Bự hơn chú anh chị. Trên thì nó cũng bể bể hết rồi ha. Phù phù hết rồi. Bể ha. Lên cái trên này cũng có luôn ha. Rồi, giao lưu nhiêu đen? Rồi, cái mã số 7 này em giao lưu với 1 triệu ha. Rồi, xuống cây luôn. Mã số 8. Rồi, số 8. Đừng cái mã số nào cái alo trực tiếp cho chú anh chị. Chiều cao là 90 ha. Quần là 24 quần. Rồi, 24 quần. Để bắp ha chú anh chị. Cẩn thận có. Xuống đế này quý vị ơi.
Rồi, giao lưu nhiêu em? Rồi, mã số 8 em giao lưu giá 900 ha. Rồi, 900. Rồi, xuống cây luôn. Mã số 9. Chỉnh này bài ha, cô chú anh chị. Nó có bị lỗi xíu ha. Chút em đo xong em báo lỗi ha. Chiều cao là 46 ha. Rồi, cái hoành ngay đây là 26. Cũng có củ rất đẹp nha chú anh chị. Củ đây là 45 ha. Lỗi lưng ha. Nó bị lỗi ở đây thì nó dính nè. Còn đây xíu nữa ha chú anh chị. Xàm ha, cứng ha chú anh chị. Em có độc nha. Ở trên đây nó kéo khít lại hết rồi. Rồi, còn... giao luôn nhiêu gì? Rồi mã số 9 em giao luôn chú anh chị mình 800 ha. Rồi, 800. Rồi, xuống cây luôn. Mã số 10. Chiều cao là 60. Rồi, hoành là 26 hoành. Rồi, 26 hoành. Đầu sổ là 24 ha. Rồi. Lắc lượng đẹp nha chú anh chị. Tại cạnh cỏ luôn. Đây, bộ đế quý vị. Rồi, giao lưu nhiêu đây em? Mã 10 này em giao lưu giá 1 triệu 1 ha. Rồi, xuống cây luôn. Đó, 11 một cây lồng lực nè, cô chú anh chị. Để đặt lực. Khối đế luôn ha. Chiều cao là 40 ha. Rồi, quần eo 29 quần. Rồi. Có hai nhánh này nó trùng ha, chú anh chị mình về khỏi nghiên cứu mình lọc lên mình chơi ha chú anh chị. Cũng sao ha. Lọc chắc lọc tay cành bờ dưới quá. Cành bự dưới quá. Rồi, giao lưu nhiêu em? Rồi, mã 11 em giao lưu giá 1,5 triệu ha. Rồi, 1,5 triệu. Rồi, xuống cây luôn. Mã 12. 12. Chiều cao là 60. Quần eo là 25. Rồi, 25 quần nè quý vị. Thì ngắm nghía kỹ thân cành em nói ha. Rồi, mình xuống đế nha quý vị. Để đây. Bên này cái lưng con vết sẹo nhỏ nhỏ trên lưng ha. Xíu ha. Rồi, giao lưu nhiêu đây? Rồi, mã số 12 em giao lưu giá 1,2 triệu chú anh chị. 1,2 triệu. Rồi, mã số tiếp theo luôn. Mã 13 ha. 13. Chiều cao là 57. Rồi, quần eo là 24. Rồi, 24 quần. Để nồm ha, củ nở luôn chú chị. Tay cành có với củ nở luôn ha. Dựng cái đọt lại ha chú, dựng đọt bên đây chuẩn hơn ha. Đây là nhánh ha, ghép vô chơi chú chị. Rồi, để luôn. Rồi, giao lưu nhiêu đem? Mã 13 em giao lưu 900 ha. Rồi, xuống cây luôn, 900 ngàn. Mã 14. 14. Chiều cao là 44 ha. Quần đây là 22 ha. Rồi, 22. Củ quá xá chú chị. Củ là 40 ha. 40 cây củ. Này cũng mắc che một chút vậy ha. Rồi, giao lưu nhiêu em? Rồi, mã 14 em giao lưu giá 800 ha. 800. Rồi, cây luôn. Rồi, mã 15. Rồi, 15. Rồi, tay cành quá đẹp luôn ha. Chiều cao là 40. Rồi, em đo cái quần eo ha. Như đây là 28 ha chú anh chị. Dạ, quý vị. 8 đúng luôn ha. Không dư, không thiếu luôn. Cái này thì độ sổ cũng tầm 20 mấy, 25 ha chú anh chị. Rồi, củ của chú anh tham khảo luôn ha. Nạc ha. Củ đây là 40 luôn ha. Củ nạc 40. Rồi, giao luôn nhiêu đây em? Rồi, mã 15 này em giao luôn 1,4 triệu ha. Rồi, 1,4 triệu. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, tiếp tục luôn. Mã 16. 16. Chiều cao là 56 ha. Rồi, quần eo đây 25 ha. Rồi, 25. Củ ha chú anh chị. Củ đế luôn. Rồi, giao lưu nhiêu em? 16 năm giao lưu giá 800 ha. Rồi, 800. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, tiếp tục mã số 17 của chú chị. Chiều cao là 74 ha. Rồi, quần eo đây 27 quần. Rồi, giữ thức luôn. Quý vị, 7 dư luôn nha quý vị. Rồi, đo ngay đó ha, 7 dư luôn, đế sổ dài 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 luôn. Củ nạc ha. Củ này 42 ha. Củ nạc 42. Đầu sổ 28 ha chú anh chị. Rồi, sổ đẹp luôn ha. Đế thì bích bầu luôn ha.
cái nồi đế luôn. Tấm nồi đế là 120 đúng rồi, luôn. Nồi đế 120. Tay cạch cỏ luôn này. Đó. Rồi, giao lưu như đêm. Má 17 em giao lưu giá 1.800.000 ha. 1.800.000. Rồi. Tiếp tục lên. Má 18. 8. Chật hết đế. Bỏ hết cái bầu bự luôn. Quay quái à. Đi bắp bắp thường thú của chi vậy. Rồi, chiều cao là 88 ha. Còn đây là 30 đúng ha. 30 đúng nè. Đó. Để bắp luôn. Cổ. Cổ nở luôn. Ha. Nở nhiều 44 của chú anh chị. Đó, bên đây nhìn tự thú ha của chú anh chị. Rồi, giữ luôn như đen. Rồi má 18 này em giữ luôn 2.1 ha. 2.1. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, mã số 19 quý vị. Mã 19, tiếp tục cái trực nữa ha. Để qua xa đế luôn chú anh chị. Rồi, chiều cao là 92 ha. Rồi, cái quạnh đây là 31. Rồi, 31 quạnh. Đó, quá xá luôn. Cũ nè. Nôm tự nhiên hả chú anh chị. Rồi, giao lưu nhiêu đem? Rồi, mã số 19 em giao lưu giá 2.300.000 ha. Rồi, 2.300.000. Rồi, tiếp tục luôn. Mã 20. 20, trực đế nôm luôn. Chiều cao là 83 ha. Rồi quanh đây là 32 có dư luôn. Rồi 32 dư luôn. Đó tuốt trên ha. Đây nôm sổ đều cái bầu luôn ha. Cái vách đó còn cái vách nở cái chữ A này coi như. 39 ha. Đế thì khỏi nói luôn. Nói chung là đế sổ tết bầu luôn nha các chú anh chị, làm nó rất là đặc trong ha. Thành cảnh đây. Rồi, giao lưu như đen. Rồi mã 20 này cũng giao lưu cho 2.300.000 luôn ha. Rồi, 2.300.000 luôn. Mã 21. Tiếp tục em trực tay cành để kính đế luôn. Chiều cao là 80. Còn đây 27 ha. Rồi, đế luôn, 27 qua. Xung quanh cái bầu là cái gì? Đó, sẽ đều bầu luôn ha. Rồi, giao lưu như đêm. Cái 21 đem giao lưu với 1.700.000 ha. 1.700.000. Rồi, xuống cây luôn. Nặng. Ôi ôi, nặng quá. Mấy 22. 22. Quay trực lùng lực tay cành ha, củ đế nè. Tay cành bự bự không luôn. Chiều cao là 67 ha. Tay cành bự bự không không quý vị. Quần eo 28 ha chú anh chị. Củ nạc, đó hết cái củ nạc coi như em. Cổ đây là 49 ha. Ờ, đúng thước 49. Rồi, có cọng ghế này hen nó tới đây ha chú chị, em làm cái bầu nó không được tròn ha. Bầu. Dứt mặt tiền kia ha. Dứt mặt tiền chơi đẹp nha. Rồi, giao lưu như đen. Rồi mã 22 này em giao lưu giá 1.600.000 chú chị. Rồi, 1.600.000. Rồi, tiếp tục luôn. Cái 23. 23. Đây, em lắc nha. Chiều cao là 84 ha. Rồi quanh eo 26 quanh. Rồi xe xe luôn, 26 quanh nè quý vị. Không quá cao được gì, cắt ngắn ngắn này chơi hình long nó cũng được nha quý vị. Rồi muốn hồi cắt ngắn nữa cũng được. Lại bên đây đi ha, bên đây hơi bị trống tay cành, tay cắt như đó ha. Giật lấy cái tay cành đặt lại ha quý vị. Rồi để đây. Đây con kính nó dưới trơn nè. Rồi, giao lưu nhiêu em? 23 em giao lưu giá 1.300.000 ha. Rồi, 1.300.000. Rồi, 24. 24, trực tay cành đế nôm luôn. Chiều cao là 71. Rồi. Quần đây 26 ha chú chị. Rồi, 26. Củ nạc. Rồi, củ nạc. Lòn qua bỏ cái rễ ngoài ha. 47 ha. À, 47. Đó, để qua sao đế luôn. Nạc 47 luôn. Tại cảnh có luôn này cái gì nè. Rồi,
Rồi, giao lưu như Duy. Thoải mái 24 năm giao lưu chú anh chị em giá 1.800.000 ha. Rồi, 1.800.000. Mã 25. Rồi, mã số 25. Chiều cao là 64. Rồi, quần eo đây 24 ha. Rồi, 24. Cũ rất đẹp nha chú anh chị. Lắc lượng rộng ok ha. Quái cây. Rồi, giao luôn như em. Rồi, mã 25 này em giao luôn chú anh chị giá 1 triệu ha. 1 triệu. Rồi, xuống cây luôn. 26. Rồi, mã số 26. Chiều cao. Chiều cao là 58 ha. Rồi. Rồi, quần eo 23. 23 hoành nè quý vị. Chiếc lắc cộng C ha. Để rồi, quá xá luôn. Để thì dưới nè. Đặt ở dưới luôn. To nhỏ gì đó. Kính bầu trên này. Rồi, giao luôn như em. 26 làm giao luôn với 1 triệu 2 ha. Rồi, 1 triệu 2. Mã 27. Rồi, 27 đây. Chiều cao là 40 ha. Rồi, quần eo đây là 28, có dư tính 8 chứ. Rồi, tính 28 ha, có cái củ nạt. Nạt ha. Củ đây là 55. Rồi, 55. Củ nó 55 luôn. Quá xa bộ đế. Đặt kèo luôn ha. Ra mấy cái dành cái bầu nè. Sẽ đều trên đây ha. Này, cũng có cái chi nó cũng trùng ha. Về lọc của chú anh chê. Về lọc lại ha. Rồi. Rồi, bán 27 năm giao lưu giá 1 triệu rưỡi ha. Rồi, 1 triệu rưỡi. Cái 28. Rồi, mã số 28 quý vị. Chơi tông thoát thân cao chiều ha. Chiều cao là 63. Anh cái tàn xè trên hả quý vị. Quần đây 27 ha. Rồi, 27 quần. Chơi cái tàn xè trên ha. Bắt kéo lạ lạ xuống cũng chè được cái phần thấp thấp đẹp quý vị. Rồi, đế cũng đặc quá nào quý vị. Đó. Rồi, giao lưu nhiêu đem? 28 là giao lưu giá 1 triệu 3 ha. 1 triệu 3, rồi xuống cây luôn. Rồi, lên. 29. 29. Chiều cao là 72 ha. Rồi. Quần đây 25 có dư gần 26 tới 25 kia. Đó, nơm. Lưng thỏ đẹp ha. Đây. Đây nơm, nơm kính luôn. Rồi, giao luôn nha em. Mã 29 em giao lưu giá 1 triệu 3 ha. Rồi, 1 triệu 3. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, mã 30. 30 xù dữ ra ha. Cây này xù bất chịch luôn. Rồi, một em xù nặng à. Đây là xù rồi, trái đang cày ha chú anh chị. Tới gốc luôn ha. Rồi, chiều cao là 87 ha chú anh chị. Rồi. Này phụ vậy mà mình thấy nó phù dữ vậy. Quần 23 quần. 23. Cũ đây là 37 ha. Rồi, quần 23. Đầu sổ là 27. Rồi, xem đế hồi quay cái xù sao nha quý vị. Đó, chật đế, mà, đế nôm luôn ha. Sổ, cống xù vậy nôm luôn. Rồi, giờ tới xù nha. Đem có phần xù ngay khúc này, cái được nhiêu ha. Đây là 27 ha. Rồi, đó, chậm chậm nhân gì. Đó, từ từ cho quý vị thấy những cái ngắn, những cái khía nó nè. Rồi, quay rất là chậm cây này nha quý vị. Còn chừng một ngón tay là nó bích thân luôn nha quý vị. Bên đây thì hai ngón ha, đó, đều hết ha. Tham khảo kỹ cái này nha chú anh chị, hàng hiếm ha, khó tìm nè. Lên tới trên luôn ha. Dài dài xuống ra thêm lần hai lần nữa quý vị. Nó vậy đó, bích thân ở trên nè. Cái này là xù hả? Cái đây nhìn thấy có cái ngắn như luôn này quý vị nè. Sâu phù bự ra luôn ha. Này xù khoảng 90% nha chú anh chị. Rồi, giao lưu nhiêu đem? Rồi, má 30 này, cây mai sầu này em giao lưu chú anh chị mình giá 3 triệu ha. Rồi, 3 triệu này. Bao ship của chú anh chị mình nên toàn quốc luôn nha. Nặng luôn. Dạ. Cây này thì cô chú anh chị mình thích ha, cho em xin xíu cọc nha chú anh chị. Đó. Cây rất là đẹp nha. Xin hậu kỹ ha. Sù để nơm cứng cống luôn. Dạ. Sù cũng gần bích mình rồi ha. Rồi, cũng cảm ơn cô chú anh chị mình nhúc với thời gian xem hết video ủng hộ cho em ha. Ứng ý mã số nào cứ alo trực tiếp cho em ha. Cảm ơn cô chú anh chị rất nhiều nha. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại quý vị. Peace out.